Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái máy rất là tiện lợi, chuyên dùng để làm sữa đậu nành. Mang nhãn hiệu Bluestone, bảo hành 2 năm. Mình thì đã mua hơn 2 năm rồi, hết bảo hành rồi nhưng mà xài cũng khá là êm và chưa có lần nào hư hỏng cả. Nó gồm có hai bộ phận, nhất là cái thân máy. Thì các bộ phận là nó nằm ở trong này và nó có cái lưỡi dao ở dưới, ở trên này thì có các nút điều khiển cảm ứng. Đây là cái ca thì mình có thể đổ nước, đổ đậu vào trong này. Đó, khi mình xong thì mình vệ sinh cũng rất là tiện. Ngoài ra thì người ta sẽ bán kèm tặng cho mình thêm một cái rây để mình lọc và một cái ca để mà mình đựng sữa. Đây là đậu nành mình đã ngâm được 8 tiếng rồi. Và khi các bạn làm thì các bạn có thể làm đậu khô, nhưng mà mình muốn làm đậu đã ngâm cho nó nhanh. Các bạn nhớ là đậu mà các bạn ngâm rồi, các bạn nên bóc vỏ ra, bóc như thế này nè, để nó sạch. Và cái xác của bạn sẽ được xay nhuyễn hơn, sữa sẽ được ra nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm cho mọi người xem ha. Ở trong này thì nó có cái khúc chia vạch mọi người. Nhỏ nhất là 1 lít, lớn nhất là 1 lít 2. Có nghĩa là người ta cho mình cái lượng nước mà mình bỏ vào tối thiểu là 1 lít và tối đa là 1 lít 2, mình không có được làm thấp hơn hoặc là cao hơn tại vì nó sẽ bị trào. Đây mình sẽ bỏ đậu vô. Rồi mình sẽ châm nước vào trong này. Nước này các bạn sẽ dùng nước lạnh nha. Đó thì mình sẽ cho nó lên cái mức 1200 đi. Tại vì đậu này hôm trước mình cũng có làm, mình cũng ước lượng rồi là nó khá là béo nên mình sẽ thêm nước. Đó, mình nhìn cho nó thật là kỹ. Thà là mình làm ít nước hơn một tí chứ mình không có bị làm nhiều, nó sẽ bị tràn nha mọi người. Rồi mình sẽ lắp cái đầu máy vô. Đó, rất là nhẹ nhàng. Đấy, mình sẽ bỏ cái chui điện vô. Rồi khi đít vô là nó sẽ cái tiếng tít là nó đã ăn điện rồi đó mọi người. Đó, ở đây thì nó sẽ có cái nút là chọn chức năng và cái nút khởi động hoặc là hủy. Đó, khi mình cần thì mình bấm chọn hoặc là hủy. Để mình chọn thì nó sẽ đang ở cái là sữa ngũ cốc. Sao các bạn muốn đang làm đậu ngâm đúng không? Đậu mình đã ngâm rồi thì các bạn ấn vào đậu ngâm. Còn các bạn muốn những cái mục khác thì bạn chọn, đó mình sẽ khởi động. Thì trong quá trình mà máy nó chạy thì nó sẽ có những cái tiếng ồ ồ hoặc là cái tiếng sôi nước ở trong đó, nó sẽ làm theo từng đợt. Nó sôi một đợt xong rồi, rồi sẽ nó ngưng, rồi xong rồi nó lại sôi nữa. Trung bình thì mình làm cái này là đậu ngâm thì nó tầm khoảng 20 đến 25 phút là mình sẽ có một mẻ sữa ra lò, nóng hổi luôn. Đó mọi người sẽ thấy là nó sẽ sôi từng cơn. Và cái máy nó chạy cũng khá là êm, không đến nỗi là quá to. Thì ở đây nó sẽ có những cái nút điều khiển này, mọi người có thể chọn những cái mục khác nhau. Và tùy cái món mà mình nấu thì thời gian nó sẽ ngắn hay dài. Nếu như mà các bạn nấu đậu ngâm thì ít hơn là đậu khô. Và sau một thời gian khi mà nấu xong á thì nó sẽ có những cái tiếng kêu tít tít. Đấy, là nó đã báo là xong rồi, các bạn sẽ rút điện ra. Và mình mở đậu ra đây, các bạn thấy đó, khói nghi ngút luôn. Ở trên này nó có dòng chữ là mình không có được để cái này vào trong nước nha các bạn. Xong rồi thì các bạn cứ gác qua một bên, lát nữa mình vệ sinh sau. Đó, xong rồi mình uống với đường thì mình sẽ bỏ đường vào trong này. Hoặc là các bạn muốn uống nước đường thì các bạn cũng có thể là làm nước đường riêng. Nay mình sẽ bỏ đường trắng, rồi mình bỏ cái rây vào. Mình sẽ không có khuấy cho cái nó xuống nha các bạn. Cái phần ở dưới đó nó sẽ lóng ở dưới, mình sẽ không khuấy lên. Tại quá trình làm nó đã được khuấy đều rồi, các bạn chỉ cần đổ ra để mình lọc cái phần nước thôi. Đấy, hồi nãy mình đổ vào trong này là mình thấy cái mức là 1 lít 2 cộng với phần đậu nữa, thì bây giờ nó còn khoảng là 1 lít nước sữa đậu nành tầm đó. Thì tùy các bạn, nếu mà thấy là nó hơi đặc quá thì mình sẽ thêm nước ngoài.
nước sôi. Các bạn thấy là cái màu sữa của nó rất là đẹp, vàng, vàng kem của sữa tự nhiên. Còn cái này á, là cái phần bã, thì các bạn có thể là mình bỏ chung với cái trứng này nè, mình chiên ăn cũng rất là ngon. Hoặc là các bạn mà đam mê trồng cây thì mình có thể lấy cái ba này mình ủ để mình làm phân bón cũng rất là tốt. Đây mình sẽ nếm thử nè. Rất là thơm, ngon và béo. Nếu như mà mình đây xong rồi thì các bạn có thể là mình vệ sinh, thì mình lưu ý là chỗ này người ta nói là không có được để xuống nước trực tiếp, thì các bạn có thể dùng khăn để lau.